Ôi ơi, bạn kháng đến lắm là do anh ơi bạn, là do bạn không chế kháng khỏe. Bạn nên bạn cho là phần mẹ mà khỏe nó không bao giờ bị đề kháng khỏe. Trời ơi đừng bổ mà bạn. Bạn phải lên nhớ nha. Cái viên thuốc Canxit B1 bạn mua có 2000 bình thường. Được mấy viên đúng không? 2000 được mấy viên hoặc là 10 bình thường. Canxit B1 đây đúng không? Thế đây những cái kẹo thuốc như viên cương mà viên vưng lịa kiểu này thì bạn mua cái đấy vào 500 mà chơi cái đấy vào nó phải đề kháng lồng lẩu hơn như bạn chả như lồng lẩu.